Chồng cũ Lệ Quyên ăn mặc cực kỳ tin, dòng trạng thái đính kèm gây chú ý. Đức Huy thay đổi phong cách thời trang, đồng thời mượn lời bài hát của vợ cũ Lệ Quyên để bày tỏ tâm trạng. Sau khi nghi án có tình mới, chồng cũ Lệ Quyên tiếp tục gây chú ý với cập nhật mới trên trang cá nhân, đăng tải hình ảnh đời thường, doanh nhân Đức Huy thả thính ngọt ngào, em ơi, đông lại về. Đức Huy với phong cách thời trang trẻ trung và năng động. Sự thay đổi của Đức Huy khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ. Từ người đàn ông lịch lãm, chững chạc với sơ mi kết hợp vest mỗi khi xuất hiện, nay Đức Huy chơi lớn với style trẻ trung, áo len họa tiết mix quần jean năng động. Không chỉ vậy, dòng chia sẻ đính kèm bức ảnh của Đức Huy cũng gây chú ý đặc biệt. Em ơi, đông lại về. Không khó để nhận ra đây là câu hát nằm trong Mùa đông của anh. Ca khúc trữ tình được Lệ Quyên thể hiện rất thành công. Cách đây không lâu, chồng cũ Lệ Quyên bị nghi có tình mới qua chi tiết nhỏ. Nghi án bắt đầu từ những chia sẻ của Đức Huy vào ngày 17 tháng 11. Nam doanh nhân khi ấy gây chú ý khi check-in tại một không gian cà phê, đính kèm nội dung, góc phố này nơi mình quen nhau. Sẽ không có gì đáng nói nếu như các thành soi không phát hiện ra chiếc túi sách của người phụ nữ giấu mặt để trên bàn. Chi tiết này khiến Đức Huy vừa nghi vấn có bạn gái mới, song số khác lại cho rằng nam doanh nhân chỉ đơn thuần gặp đối tác hoặc bạn bè nào phái nữ. Chiếc túi sách phụ nữ xuất hiện trên bàn khiến Đức Huy bị nghi có tình mới. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Lệ Quyên và Đức Huy chính thức xác nhận đường ai nấy đi sau thời gian dài né tránh. Nam doanh nhân cho biết anh và Lệ Quyên đã hoàn tất thủ tục kết hôn từ tháng trước. Sau ly hôn, nam doanh nhân bận rộn với những dự án riêng, còn Lệ Quyên tất bật với lịch chạy sâu dày đặc. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!